Kính thưa quý vị, đến ngày 22 tháng 8 năm 2017, nhiều khu vực nuôi cá lồng trên sông Chà Và vẫn còn tình trạng chất lạ như váng dầu nổi trên mặt nước. Ngày 22 tháng 8, đoàn liên ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã đi khảo sát khu vực dọc dòng sông Dinh và sông Chà Và để tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện chất lạ có màu vàng dày đặc trên sông Chà Và. Tại khu vực sông Dinh, đoàn không phát hiện dấu hiệu của váng dầu. Tuy nhiên, tại khu 4 nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và, mặt sông và nước trong các lồng bè vẫn còn váng dầu nổi nhưng không đậm đặc như một ngày trước đó. Nhiều lồng bè của các hộ dân ở khu vực này xuất hiện cá và tôm chết. Anh Phạm Sĩ Thủy, người nuôi cá ở khu 4 cho biết, có hàng trăm con cá chim của anh nuôi được gần 4 tháng đã bị chết không rõ nguyên nhân. Bè kế bên cũng có hơn 20 con tôm hùm bị chết. Chủ bè nuôi tôm cho biết, những ngày qua tôm và cá ăn rất ít. Thường ngày cá tôm ăn 9kg thức ăn, nhưng ngày 22 tháng 8 ăn không quá 4kg. Đoàn liên ngành đã lấy nhiều mẫu nước tại các lồng bè của hộ nuôi tôm, cá ở khu 4 sông Chà Và để phân tích. Một chuyên gia về môi trường đi trong đoàn phán đoán, chất lạ đã nêu có thể là dầu thủy lực của các tàu vận tải bị phát tán ra môi trường. Kính mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.